Xin chào tất cả quý vị và các bạn và các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hôm nay thì Phúc Bang lên Đài Hương 468. Thì hôm nay là đã là ngày 24 tháng 7 rồi. Ngày mai là 25 tháng 7. Thì theo chương trình thì vào sáng ngày mai vào chiều ngày mai nhỉ? Vào chiều ngày mai thì sẽ làm một cái lễ đó là đón các hải cốt trong đợt quy tập hải cốt lần này về nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Đây trước mắt quý vị và các bạn là đây, theo tay của Phúc Bang đây, chỉ đây chỗ này này, chỗ giữa này luôn. Đây là đang đối diện với 468 này, đấy là cái đội quy tập hải cốt đang ở bên đó. Thì vào chiều ngày mai thì sẽ đón các anh và các chú các bác về với nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Còn hôm nay thì Phúc Bang sẽ lên Đài Hương 168 thắp hương và tri ân các bác, các chú, các anh đã nằm lại ở đây. Và ở đây thì Phúc Bang là ở dưới sân này nhá, ở dưới sân ở đây thì có bà con đang ở dưới này. Bà con ở đây thì toàn là đồng bào Dao thôi, là ở thôn Nậm Ngặt. Chào các chị nha. Chè chốt nha. Chè chốt. Nhiều chè quá. Có nước không? Thử xem nào. Chè là mình tự làm đấy nhỉ. Được. Lát nữa đang quay Canada một tí. Nhiều quả gì thế? Quả dâu da. Ngủ trên quả dâu da. Ôi già, đấy. Không có cơm ăn quả dâu da say thì đấy. Có chè uống là được hả? Đây. Có chè em biết là chè ngon rồi, chè bộ đội mà. Ngủ rất là say. Chắc là hôm tối qua làm chè à? Quá sức à? Say chè. Đêm thì đi làm cả đêm thì sao? Mát nhỉ. Và sao hôm nay thấy người lên ít thế nhỉ? Thế hôm nay không thấy khách lên à? Hả? Từ sáng đến giờ có đoàn nào lên chưa? Rất là nhiều chè. Chè này là ngày xưa giới thiệu với các bác là toàn là chè trên đây Nậm Ngặt đấy nhỉ. Đấy. Đấy. 1509. Trên đấy là nhiều chè lắm nhỉ. Nhà có nhiều bao nhiêu gốc? Nhiều không? Đây phải nói bằng gọi là mấy quả đồi chè đấy nhỉ. Ngày xưa là chị sơ tán đi đâu? Băng Mê Minh Ngọc à? Giáp Trung à? Xa thế cơ. Thế là năm bao nhiêu thì lại quay lại? 91 lại quay lại à? Thế lúc đấy là các chị được bao nhiêu tuổi rồi? Có nhớ không? Lúc lên thì được 7-8 tuổi. Có biết không, lúc đấy có thấy tiếng bùm 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 không? Lúc quay về vẫn còn thấy mà. Lúc quay về vẫn còn thấy á? Thế lúc đấy nó bảo được 10 tuổi rồi mà là chưa sinh. Đi quay về đấy. Sinh rồi. Đi xe tán đi. Thế là chị đã để ở Bắc Mê à? Đi để Bắc Mê. Thế chị là để đây? Vẫn để Băng Mê hết. Băng Mê. Trong số này có chị nào là để ở đây? Có mấy chị ngủ đấy là để. Mấy chị ngủ này à? Thế lúc về là vẫn thấy tiếng bùm bùm á? Vẫn thấy. Thế á? Nhà chị ở đoạn dưới này trên này à? Đoạn này. Thế về là lúc về là làm ruộng có sợ không? Lúc về là sợ lắm. Bà này chắc bà biết nhỉ? Bà biết mà. Bà có nói được tiếng Kinh không? Có. Cháu về đây cháu cho bà sẽ nào hỏi một chút về cái kỷ niệm. Bà bán quả dâu da à bà? Thế ạ. Bà cho con hỏi một chút. Thế là bà ở đây được bao nhiêu năm rồi bà? Bà ở đây năm bao nhiêu kìa? Bao nhiêu năm nhỉ? Bao nhiêu? Bà sinh năm bao nhiêu? Không biết đâu, bà 80 tuổi, 80 rồi. 80 tuổi à? 80 rồi. Thế bà
Thế mà ở đây lâu chưa? Ở đây có bị đi sơ tán không đấy? Bị sơ tán ở đây mà bà nà đây. Sơ tán ở đâu ạ? Sơ tán ở Giáp Trung ạ. Giáp Trung cũng đi vào Giáp Trung. À thế lúc sơ tán đi thì có tiếng bùm bùm không bà? Có nhiều lắm đây. Có nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. À thế ạ. Đàn to lắm, chở lắm đấy. Ban đêm rồi là soi đèn đi. Ôi. Cho soi đèn nữa. À. Cho soi đèn rồi đi qua cái này. Mệt quá. À thế nhưng mà lúc đường lại không được như bây giờ nhỉ? Bây giờ đường không giống bây giờ đâu. Thế lúc đường đi là đi đường nào bà? Ngày xưa đi đường nào? Đi đường này. À đi đường. Chỗ nào to không nhá? Có nghè đấy. À có nghè á? À. Sang chỗ Thanh Sơn, à chỗ Làng Pinh nhỉ? Xuống à? Đi nghè đi tới qua đi này. À thế thế là cả nhà đi hay là cả làng đi hay là mỗi nhà bà đi? Đi hết à? Thế là đi cùng nhau à? Thế chả đông lắm à? À ở đấy ở trên này thì lúc đấy có tầm khoảng bao nhiêu nhà bà? Về chỗ 60 nhà. Bây giờ thì 60 nhà, ngày xưa mà. Ồ thế á? Ngày xưa nhiều hơn à? Nhiều lắm. Thế bây giờ là ở Giáp Trung không về luôn à? 100 nhà đây. À là ở đấy luôn. Ở đây ngoài là 100 nhà đây. À. Đây có 100 nhà đây. À, bây giờ có trong nhà? 100 nhà đây. Lâu tôi đi xe tán là 100 nhà đây. Tôi đi mà. À thế là 100 nhà đi. 100 đi. Thế là đi vào trong Giáp Trung hết? Đi trong lúc ông hết. À thế à? Thế bà đi là đi bằng ngựa hay là đi bằng chân? Đi bộ mà. Đi bộ á? À? Đi bộ rồi, không có ai đâu. Thế đồ đạc giếc nồi niêu xong chảo thì mang đi kiểu gì? Mang đi đồng đồ mệt quá, còn nhiều lắm. Kiếm con. Chỗ bò thả đây á? Chỗ bò đây, không có ai lấy đi đâu. À chứ cứ để trong rừng thế này? Thế đây là trong rừng. Ở đây hết con trâu, con ngủ, con dê, con lươn để đây hết. Thế lúc về thì còn không? Lúc có rồi. Thế đừng có rồi. Là không còn á? Không có rồi. Thế trâu bò chắc là bị mìn với lại đạn trúng rồi nhỉ? Thế về là không có cái gì? Không có gì đâu. Ô thế à? Buồn thế... lắm, ở đây không có gì đâu, buồn lắm. Đi về đây buồn lắm. À thế lúc về là đi đường nào? Cũng đi đường cũ à? Đi đường cũ à? À đi đường cũ. Đi cũ đến cái bà ở đây đấy. À đây ạ. Bà ở đây đem mua đi gần. À bà tên là gì ạ? Bà tên là Thiểm, Ly Thiểm. Ly Thiểm. Ly Thị Tiệm. Thiểm. Thiểm. À Ly. Ly. À Lý Thị Thiểm. À bà Lý Thị Thiểm. Thế là bà là năm nay là đã được 80 mấy tuổi nhỉ bà nhỉ? Tiền đâu? Không nhớ ạ? Không được tiền đâu. À, không được tiền đâu. À, vâng, cháu hỏi là bà được bao nhiêu tuổi rồi? 80 á? 80. À, thế là bà có bao nhiêu người con? 9 con. 9 con á? Thế là cả lúc đấy là con cả của bà là được bao nhiêu tuổi? Lúc sơ tán đấy. Rồi đây nó có rồi mấy con nhỉ? 60 rồi. À, con cả là 60 tuổi. À, thế là lúc đấy là 9 con đấy là vào trong Bắc Mê đẻ tiếp chứ không phải là đẻ ở đây đúng không? Đẻ ở đây thôi. Đẻ ở đây thôi. Ôi thế à? Xuống Bắc Mê có đẻ một đứa thôi. Ờ thế à? Thế là 9 đứa đẻ ở đây. Thế là 9 anh chị đấy là cũng cô chú đấy là cũng phải đi sơ tán hết cùng. Thế là đi lúc đấy chả có lắm nè. Đông lắm nhỉ? Vất vả đúng không ạ? Không vất vả lắm. Thế bây giờ nhà Bắc Mê còn có nhà không bà? Ở Bắc Mê có? À, ở đấy. Con trai. À, thế tốt quá. Con nhỏ quá, héo rồi. Vâng. Thế là lúc đấy là năm bà sơ tán kia là vẫn đang nổ bầm bầm mà. Ừ, bầm bầm nhiều quá. Có sợ không? Ở đây, ở bên đường cái này, tôi chở lắm. Thì à, tôi đi sợ. Đi ở bên dưới họ mà đúng không? Ừ. Thế
Dạ. Còn nhiều lắm. Đeo còn đi cái nhiều lắm. Vâng. Không mang cái đi cái được đâu. Vâng. Còn rồi. Thế cả ông cũng là cả ông cả bà này, từ nhỏ là sống ở đây rồi ạ? Ừ. À thế ạ. Ừ. Thế ông còn không ạ? Ông đi xe tán rồi hết. Là mất. Mất chết chi vậy? À thế ở nhà chồng má chồng của ông, chồng của bà má. Ừ. Chồng của bà lại ở nhà đúng không ạ? Ừ. Bằng tuổi ạ? À? Bằng tuổi bà hay là ít hơn? Ông nhiều tuổi hơn. Ôi thế à, thế tám mấy? Biết rồi, chỉ biết là ông nhiều tuổi hơn. À, nhiều tuổi hơn. Vẫn ông vẫn đi lại đi thôi. Đầu năm đầu 4 nữa. À 84 à? Khoảng 84 không? 84. Vâng. Bà không nhớ được. Vâng, lát nữa cháu vâng. Bà quên đúng không ạ? Vâng, 9 con, 10 người con cơ mà. Để giỏi nhỉ. Thế bà bao nhiêu năm bao nhiêu thì lấy ông? Năm bao nhiêu tuổi thì lấy ông ạ? Cái này chỗ này là 17 à? 17 tuổi. Con út của bà năm nay đã 37 tuổi rồi. À, 37 tuổi. Thế thì 37 tuổi là sinh năm 87. 86. 86, thế thì là con út. Thế là năm 86, 87 là năm cũng ác liệt đấy. Thế là bà sống vào trong những cái dịp, cái những cái năm mà ở đây rất là ác liệt. Lúc đấy ở đây thì bà ở trên nhà bà nhìn xuống ở đây thì thế nào? Có thấy tiếng nổ bùm bùm suốt ngày không? Chỗ này này. Có mấy cái lên nó luôn nó to mà đây đâu tự vọt mà. Ừ, đánh nhiều lắm đây, đánh cái này bùm 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 cái này nhiều lắm đây, cái này đây. Đây ạ, vâng đây. Đây là lò vui. Các bác đây là lò vui thế kỷ đấy các bác nhá. Vui xay thịt đây. Đây. Hai bà cháu đang ở bên đối diện này đang nói chuyện. Bán cái này nhiều lắm. Vâng. Đen chỗ lắm nè. Vâng. Sợ thế là bây giờ bà còn sợ không? Đến bây giờ bà còn sợ không? Sợ quá. Nào. Đến đây vì cái cán này đây có đu chết đây mà. Có ngủ ở đây chết đây. Mìn nhiều lắm. Mìn đúng không ạ? Mìn cái này đây, chết đây này. Ờ, ở đây ạ? À. Cái này, đây. À bên cái đồi chỗ cái hầm này ạ? À? À đấy ạ. Mình chỉ đây cái mù chỉ đây mà. À chỗ này bên này. Cái mù con trâu chỉ đây để gãy cái chân mà. À trâu đi qua cũng bị gãy chân. Tức là nổ à? Nổ gãy chân. Mình nó to gãy chân đấy. À thì ngu sợ nhỉ? Cái này hai cái trâu đây cái này đấy. Vâng, ở bên này. Vâng, thế bà lúc bà làm ruộng bà có sợ không? Sợ quá, em muốn làm ruộng sợ lắm nè. Vâng, bây giờ thì không sợ rồi. Bây giờ không có nước à? Nè, bây giờ lấy hết rồi, bộ đội. Lấy hết rồi, bây giờ có nước không biết có làm đói đi. Vâng. Có nước làm ruộng đâu này. Vâng. Bẩn lắm đi. Vâng. Vâng, chia tay cụ thì Phúc Bang sẽ lên thắp hương cùng cho các anh Hùng và các chú các bác này đây. À đây hôm nay bà vừa nói là đây rất là nói với các bác là đây những cái chỗ mà hiện nay chọc kia là ngày xưa, là trước đây thì bộ đội công binh của mình đang là đã giả phá hết chỗ, những cái chỗ đấy. Ngày xưa chỗ đấy là nhiều mìn lắm. Đây đá này ngày xưa địch bắn nổ tung trắng xóa thành vôi, đá thành vôi gọi mới có cái gọi là lò vôi thế kỷ. Đây còn đây thì nhà của bà Thìn đang ở đấy đấy, nhà ở trên đấy còn đỉnh 1509 phía trên kia đúng không ạ? Này rất là khủng khiếp. Đây, nhìn rõ hơn. Và bây giờ thì cụ bác sẽ lên thắp hương cho các bác, các chú, các anh. Trời hơi mưa. Mưa bóng mây rồi. Rất là xúc động.
giới thiệu với các bác một chút là bên trên cái cổng này vào cũng là một cái tháp chuông luôn. Đây. Trước khi thắp hương thì Phúc Bang sẽ cho quý vị các bác lên cùng thắp hương thì theo lý lên nghĩa lý lên ấy thì là phải là lên trái về phải thì là chúng ta sẽ lên bên bậc trái nhá. Trái lên đây. Đó, đây nhìn rất là rõ nhá các bác nhá. Đây này. Rõ chưa? Rất là rõ luôn. Nhà dân vẫn có ở đây này. Đây có một nhà dân đây. Đấy. Khu vực này ngày xưa rất là cao điểm. Nóng bỏng. Bây giờ đã đổi thay rất nhiều rồi, hơn 30 năm. Cũng đã cà phá nhiều bom mìn rồi. Đây, đây là cái chuông. Chuông đây các bác nhé. Đó. Tháp chuông. Đây. Ta sẽ đi phía bên phải xuống. Đó, nếu quý vị và bạn lên tháp chuông thì các bạn cũng đi với những Phúc Bang nhé. Lên trái, lên trái về phải. Đó. Đối diện. Đó. Từ cổng thành chữ U. Và bây giờ thì Phúc Bang sẽ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và bây giờ thì Phúc Bang sẽ mời quý vị và các bác sẽ lên phía tầng bên trên. Đó là đền thờ Chủ tịch Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đây là bức phù điêu nhé, trước khi lên. Đấy, bức phù điêu có lời thề của chiến sĩ trên mặt trận Vị Xuyên đây, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, và là cái quyết thắng trên bức phù điêu. Đó. Người và đất Hà Tuyên 1979-1989. Rồi các bác nhá. Và bây giờ thì chúng ta cũng lên nhà đền, cũng giống như là có hai phía hướng lên sẽ là hướng phải và về trái, đúng không ạ? Nên phải về trái. Hôm nay đã có chút mưa. Nhà đền đang trời mưa này các bạn. Đấy, như các bác vừa nhìn thấy đấy, là chỗ chọc chọc đấy là lúc nãy bà Thịm vừa nói là thì là vẫn còn trước đây ấy, thì vẫn còn mìn và đã được bây giờ thì đã được bộ đội của mình đã giả hết, giả phá hết rồi. Trước đây thì bà nói là trâu đi qua trong khu vực đấy này thì vẫn nổ và làm chết trâu. Đó. Đấy, đường này, đường này bây giờ mới ra đường to này. Đây. Đây. Đó, nên thôn nặng nhặt. Em chào anh Tân. Đây là anh Tân. Chơi lại anh. Đấy, cái này tiện nhỉ. Đấy, kéo ra mở vào được. Lên có một mình à? Vâng, em lên một mình. Vâng. Vâng, vâng.
đấy, như lúc xuống thì chúng ta cũng xuống về phải, lúc lên thì cũng là lên phải về phải. Ai chào người đẹp nhá. Hôm nay trời rất là quang, rất nhìn rất là rõ luôn. Đấy, ở kia là có chúng ta có sử dụng bậc thang rồi. Bình yên đã quay trở lại. Và bây giờ nhá, Phúc Bang sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bên tay trái thôi, sẽ là một có một cái hầm mà ít các bác và ít người anh em lên đây thì các chú bác cũng không không biết là có để ý hay không, nhưng bên này thì có một cái hầm bên tay trái theo chiều hướng lên đây, theo tay đây nó ở đâu đây, đây đấy, tay chỗ Phúc Bang chỉ. Ở đây thì mỗi khi đến đài Hương 468 thì chắc quý vị và khán giả ít khi biết tới chỗ đoạn này. Chỗ đoạn này là có một cái ven chỗ bãi đỗ xe này này. Bãi đỗ xe này. Đấy, đường lên đài Hương kia. Ngay đây thôi thì sẽ có một cái bong ke, một cái hầm của ngày xưa các anh đã trú ở đây. Các bác xem nhé, đây này. Vẫn còn nguyên vẹn luôn. Sắt đã có gì rồi. Đây đấy. Ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng một chục mét vuông. Đây. Đấy, hình vòm thông hai cửa nha các bác nhé. Ở đây thì nếu mà ngồi trong này thì có thể, nếu mà ngồi chặt đấy thì cũng có thể được tầm khoảng 3-4 chục người đấy. Đây. Một cái hầm này. Đó. Thông ra bên này, cửa bên này. Đó. Thế là chắc nhưng mà cũng đã dỉ rồi này, sắt thì đã dỉ hết rồi. Đấy. Ui, còn mỏng dính thôi. Đấy. Nếu mà ngồi từ cái nó là thành hình chữ U nha các bác nhé. Đây này. Phúc Bang sẽ đi ngược lại cái đây là cửa số 2. Đây. Đường lên các bác thấy không? Đây là đường lên rồi nhá. Nhìn ra gần đây. Đấy, Phúc Bang nhìn lại cho các bác xem lại nha. Đây. Xuống đây cả, hết được. Đây có một cái bia đá thì có cái hình ghi chú đấy là trồng cây thôi, không phải là cái di tích nói về cái hầm. Đây các bác xem là đây có cái cửa, nhưng bên trong nó sẽ là cửa bên này. Cửa bên này và cửa bên này thì thành hình chữ U nhá. Đây. Đó. Đây, đây, cây này là cái gì đây? Cây đa đỏ. Đoàn Tân Binh tỉnh Thái Nguyên. Đây cây đa đây. Đây cây đa đỏ đây. Đó. Có một lần thì Phúc Bang cũng làm cái chương trình ở đây thì máy cam ban đêm đã bay mắc vào trong này. Máy có các anh phù hộ cho và đã cũng không ảnh hưởng gì, chỉ thay mất một cái cánh thôi. Đấy, còn Proy. Đấy, hình chữ U. Đây, các bác lại đi ngược lại từ bên này nhá. Ở trong bên trong đấy thì nó cũng vang vang tiếng đấy. Đây. Ở trên là cây cỏ mọc um tùm. Tất nhiên thì ngày xưa thì nó sẽ không quang như bây giờ. Giờ thì làm từ bằng những cái khối bê tông. Đấy, độ cao nó rơi khoảng mét 2. Đó. Rất chắc chắn. Bên này có hở ra, không biết là ngày xưa là còn đã bị nứt ra rồi. Đó. Nứt ra. Cái này cũng là một cái di tích đấy.
giống ở chỗ nào mà vẫn còn giữ được nguyên vẹn như này. Đây, chỗ này là đã bị lở rồi, lở đất rồi này. Do thời gian. Đó. Nếu mà khi các bác lên, các bác và các bạn mà lên đây thì tham thì các bác sẽ bên tay trái theo chiều hướng lên Đài Hương nha các bác nha. Đây bên trên là bạn có cảm giác là mình vòm hình trái tim này. À, yeah. Một mình vào ban đêm thì cũng chắc là cũng sợ đấy. Đây, sắp hết gì hết rồi. Chỗ này bên này khô hơn bên kia ẩm hơn. Cái kẹp ngày xưa chắc là kẹp ngày xưa các cụ dùng đây. Ơi. Không biết cái túi gì đâu. Túi không biết là túi gì. Tưởng là đồng xu, giống đồng xu nhưng không phải. Đi lùi lại cho các xem nhé. Bằng lùi lại. Đó. Rất là đẹp. Đây là những cái ô doa để họ gửi nhờ để tưới cây thôi. Mình nghĩ như vậy. Đây, trước đây thì ở trên này thì vừa gỡ hết bom mìn. Trên này ngày xưa rất nhiều bom mìn luôn. Này. Vừa rồi thì bộ đội công binh mới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang thì mới gỡ hết khu vực này thôi. Ngày xưa ở đây thì nhiều lắm. Bởi vì là tại sao Phúc Bắc nói như vậy là cách đây năm ngoái thì là có làm cái chương trình thì máy bay Phúc Bang có lạc vào trong đấy. Thì ăn lá cây thì nó mắc ở trên cành cây ấy. Thì ban đêm vào ban đêm thì các anh bộ đội còn nói là sẽ không được ý đi vào để cho các anh ấy dẫn đường vào. Đấy, đây là một cái hầm nha các bác nha. À, khi lên thì các bác nhớ ghé qua, nó ở bên tay trái thôi, bên tay trái này. Các bác nhìn thấy nè. Đấy, ở kia là đường để xe đây rồi. Đấy nhá. Nó ngay đây thôi mà. Không xa gì cả. Ngay bên cạnh thôi. Đây. Say rượu. Say rượu á? Vâng. Thế hôm qua làm cái gì mà say rượu? Hôm qua uống một hai con gà ở lán uống say. À. Thế uống với chồng à hay là uống với ai? Đây, mấy chị này này, góp tiền mua. À, là trực ở đây à? Mà, không phải trực đâu, nhưng mà làm lán thấy vui quá, thì uống. À, thế là nữa hai con gà chơi. Vâng ạ. Uống hết mấy lít mà say? Ba phép ạ. Ba phép, bao nhiêu người? 10 người. À, mỗi người như vậy là mỗi người một la. Vâng ạ. Thế là nằm. cũng ăn được cơm ấy. À, thế ăn gà rồi còn gì nữa? Ăn cơm ấy chứ gà thì không tỉnh được đâu, say lắm. À thế à? À thế là nướng gà. Vâng. À. Bây giờ là mệt quá đúng không? Sắp nôn ra. Đấy. Thế thì nói chuyện một lúc là sẽ nôn. Say quá. Khổ thân. Thế là có con trai không hay là mấy chị em thôi? Có mà, có mấy bác nữa. À, bác cùng làng à? Vâng. Yeah. Ai cũng làm lán ở đấy bán chè xong là pa bảo là vui quá thì mình lỗng 5-6 con gà ấy. 5-6 con gà? Ừ. Nhiều thế? Đấy. Gà tầm 20 à tầm 10 người lớn ấy. Ồ. Người lớn. Mấy đứa cho con nữa. Ờ thế à. Ba tép rượu. Nấu ăn cũng ngon thì mình luống ăn. Ừ. Em lại tưởng là chị làm chè mệt quá rồi chị ngủ. Không phải đâu. Nè. À? Hôm qua liên hoan. Hôm qua không làm chè đâu, hôm qua. À. Không bây giờ còn không làm mình được ấy nhỉ. Vâng. Làm sao mà làm chè được? Tối nay về mới sao thôi. À cứ mỗi lần tối sao xong là sáng xong mang ra bán. Vâng. À, kiểu ban ngày thế này các cháu các con thì lấy chiều về trong sớm tí mình sao xong là sáng mang về mang xuống bán. Vâng vâng. Thế nhà chị ở nặng ngần này à? Vâng vâng. Trẻ chốt đấy nhỉ. Vâng. Ở ngay đây mà. À
Nhà chị cũng đi xa nhưng bọn chị này đâu, bọn chị này còn xa hơn. À, chị ở ngay đây à? À, chị ở ngay cổng trường. À, cổng trường đấy à? Vâng. À, à. Thế ngay đây. Thế là kho không mang lên nhà mà nướng ở đây luôn, sợ lên nhà. Không, ở nhà ăn cũng ngon. Ở nhà không ngon à? Ừ, hay là chồng không cho uống rượu? Không phải, cả chồng sợ xuống ăn mà. À thế à? Vâng. Chồng có say không? Không ạ. Chồng em không biết uống rượu mấy. À, à mình lại uống tốt hơn. Em thì vài chén, tầm 3-4 chén thôi, còn mình 5-6 chén cũng được. À, 5-6 chén cũng được. À. Nhưng mà làm hết một la vi còn gì? Đấy, vui quá thì uống quá đà thì hôm nay lại thấy mệt nè. Mà lúc đấy sáng nay đi cháu đi mua một bát phở về ăn còn không ăn được. Thì... Không ăn được à? Vâng. Thế thì hôm qua là uống nhiều đấy. Thế mấy giờ mới tan? 11 giờ. 11 giờ đêm à? Vâng, 11 giờ đêm. Thế chỗ này có điện không mà ngồi chỗ này chờ? Có. Có à? Có điện mà. À thế à? Vâng. À, vui quá. Thế em hỏi chút, thế là chị ở đây, chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? 77 ạ. 77, ui thế 77 thì chị có bị sơ tán không? Có. Sơ tán đi vào đâu? Bốc Mê. À, và Giáp Trung à? Vâng. Cùng với các bác kìa? Vâng. À, xong năm bao nhiêu thì lại quay về? 2011 à? Có nhớ không? Không nhớ rồi. Không, nhưng mà đi năm nào về, về lâu chưa ấy? Đi khoảng bao nhiêu năm? Đi tầm sắp được 20 năm ấy mới quay về. À thế à, đi từ năm 91 à? Vâng. À, thế là lúc ấy chị 77, lúc ấy chị biết rồi ấy nhỉ? Biết một tí rồi nhưng mà... Có nhớ không? Có nhớ được cái lúc đấy có thấy cùng, tiếng nổ ngùng không? Không. Cũng biết. Không biết à? Vâng. Thế là cứ bố mẹ đi là cũng đi theo thôi. Lúc thấy bố mẹ kể bảo là lúc đi thì bộ đội cũng cho đi, cuối cùng là cũng chịu được rồi, cũng ở được rồi, bộ đội cho đi mới đi buổi tối thì cũng thấy đường. À, lúc đấy chị cũng sẽ làm 77 thì 91 thì chị đã 6 tuổi. 7 đấu chục tuổi rồi. 91 mà, 91 chị sơ tán đúng không? Đúng rồi còn gì? Không nghe thấy cái gì. À, thế là về là mới lấy chồng hay là không, lấy ở trong Bắc Mê? Chị ở Bắc Mê chắc là quay về đây rồi mới lấy mà. À thế à? Vâng. Thế anh nhà là người đây luôn hay là trong Bắc Mê? Ngồi đây luôn. À, cùng nhau đi xong là cùng nhau về. Vâng. Mà anh ở xa hơn chị. Chị ở Giáp Trung. Nó ở xã Yên Cường, nó xa hơn cơ. Đồng Âm ấy. Ờ. Đường Âm à. Hơn, xa hơn à. Xa hơn mấy cây ấy à. Thế nhưng mà lúc đấy phải biết rồi chứ, bởi vì lúc đấy là cũng chị không biết cái gì đâu. Chị cũng biết à? Vâng, thấy bố mẹ bảo là đi vào ban đêm, vào ban đêm xong là kiểu nhiều người đấy, nhiều đố đấy. Ừ. Xong là nó cho con ngựa đèo đi thôi. À, ngựa đèo đi. Ừ. Đi đường to này hay là đi đường nào? Đi đường này này. À. Đường này liên Cốc Nghề ấy. À, chỗ Cốc Nghề. À, chỗ Cốc Nghề đây đúng không? Vâng. Buổi tối còn đèn còn cho bật đấy. Thế bố mẹ kể thế thôi, chị không biết cái gì đâu. Vâng, thế là lúc đấy đi là cả tất cả đồ đạc rước để ở đây hết đấy nhỉ? Vâng. Ừ, thế. Không được cái gì đâu. Thế lúc về là chị bao nhiêu tuổi rồi? Lúc về chị 19 tuổi. 19 tuổi à? Ừ. Thế là đi gần 20 năm đấy nhỉ? Vâng. Ừ. 19 tuổi, 20 tuổi chị mới lấy chồng mà. À. Quay về đây được 1 năm rồi mới lấy chồng. À, thế là yêu nhau trong đấy à? Cũng yêu đâu, đấy là bố mẹ đặt thì mình phải lấy thôi. À, thế lúc lấy anh không biết mặt à? Không, bố mẹ... Đi hỏi cho à? Hỏi cho thôi, mình có biết cái gì đâu. Ôi, thế không nhìn mặt, thế anh nhà không biết thì sao mà lấy được? Có mà, bây giờ người xưa thì thế mà, bây giờ thì cũng yêu nhau thì mình không biết lấy, người xưa mình có được yêu nhau đâu mà. Ôi. Đấy là quay phải bố mẹ hỏi cho mới à. Nhưng mà lúc về thì lại mới yêu à? Vâng. À, thế là chị có bao nhiêu người con? Bố mẹ chị để 13 đứa con ấy. 13? Ừ, 13 chị là thứ mấy? Con. Chị cũng phải ớt, cũng phải đầu rồi chị. Giữa? Nhiều, chị nhiều lắm. À. Chị đến 4 đứa em. À, dưới bên dưới có 4 em gái, có 3 cậu nó mới hết. À, thế là chị đứng thứ thứ 7. Ừ.
13 đứa con mà. Ừ, chị đứng thứ 7. À, chị đứng thứ 8 chứ. Đúng không? Dưới còn 5 người thôi mà. Người em. Thế là bây giờ là ở đây hết hay là ở trong Bắc Mê nữa? Không, bố mẹ, anh trai, chị gái ở Bắc Mê hết. Còn à, một đứa em gái với chị ở đây thôi. À, thế bố mẹ không về đây à? Thì lúc sơ tán lúc về thì không. Chị không về á? Lúc về thì bố mẹ về, xong là cuối cùng là bố mẹ già rồi, xong anh trai với chị, các chị lên đón xuống lại con trọ ở đây. À, chứ là mình cũng lấy thì mày lấy, mình lấy chồng rồi thì cũng biết theo bố mẹ thì mình phải ở đây thôi. À, thế là bây giờ là các bác vẫn ở đây một phần. Vâng. À, à, không, các bác cũng ở đây đó mà, các anh cũng ở đây đó. À, chỉ có mỗi chị. Có mỗi chị với mấy đứa em gái thôi. À, là lấy chồng ở đây. Vâng. À, à, vâng, vâng, à, dạ. Thế là bây giờ là chị có bao nhiêu người con chị? Bản thân chị á? Vâng. Có hai đứa thôi ạ. Hai đứa à? Ừ, đứa gái, đứa trai thôi ạ. À, lấy chồng chưa? Lấy chồng, bây giờ chị thì nội ngoại hết rồi. Ai già? Rồi, thế là tốt rồi. Thế là chúng nó là con gái hay lấy chồng ở đâu? Con gái lấy chồng Quang Bình. Quang Bình à? Người Tày. À, thì à. Thế tốt quá rồi. À, bây giờ chị làm chè với lại nướng gà thôi nhỉ? Vâng. Lâu lâu này. Chị sợ mình cũng uống được thôi. Và uống về các con bảo là mẹ lâu quá mẹ cũng uống rượu rồi, có uống nhiều thì mai lại con cho được cháu lại con đi bán chè được. À. Thế ông thì sao? Bố thì sao? Ông nay sang bên kia lại lấy cao su, uống cao su đây. Uống cao su à? À, nước à? Cho nước à? À, làm ruộng à? Năm nay thì cũng làm được rồi, muộn thì cũng làm được. Hôm qua mới triển lên cũng làm được đâu, muộn quá. À, thế à? Ừ. Thôi làm chè là được rồi, làm ruộng mất quá bây giờ. Chè cũng không bán được, một ngày cũng không được một cân. Thì có hôm lại bán được 10 cân thì sao? Không được đâu. Chè ngon mà, chè bộ đội đấy. Nha. Rồi. À, rồi thế thì chị nghỉ ngơi nhá. À. Rất là vui gặp chị. À, chị tên là gì ấy nhỉ? Tên là Bề ạ. Bề á? Ừ, Trương Thị Bề. Trương Thị Bề. Trương Thị Bề. Bề, Bề à, vâng. Rồi rồi. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Vâng, vừa gặp một chị rất là vui tươi. Hơi mệt một tí. Đây, bên trên này là lúc trước là vẫn còn mìn ấy, nhưng mà bây giờ thì đã gỡ hết rồi. Vâng. Trước đây là rất là nhiều nhà chị nhỏ. Vâng. Ừ, đây là gỡ hết rồi. Chỗ này này, chỗ này mới nhiều. Giờ thì lấy đi hết rồi làm cái nhà. Vâng. Vâng, vâng. Đấy, bà đã được một giấc rồi đấy. Đấy, bà thì... Vâng. Lát nữa cháu sẽ lấy một túi. À, đấy, ủng hộ bà một túi. Không, một túi quả này. Bao tiền bà nhỉ? Túi này này. 15.000 ạ. À? Vâng, đấy. Sẽ giúp bà Thị. Bà Thị mềm lấy một túi. Cháu lấy một túi, mua một túi này nhá. 15.000 ạ à, bà? Dạ vâng. Dạ vâng, cháu hôm vừa rồi cháu lấy rồi. Đây này. Đấy, một đấy túi, một túi dâu da. Đúng là túi đi. Một túi thôi, ăn cái dâu da này ăn nhiều là đau bụng đấy. À, không đau đâu. Đây này. Đây. Đây, cháu cảm ơn bà. Cháu lấy một túi. Đây, một túi này các bác nha. Đây. Và một túi dâu da. Vâng. Đây. Và tới đây thì Phúc Bang xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Phúc Bang nha. Xin chào và hẹn gặp lại.